Sau hàng nhiệt độ điện xin kính chào các bác. Hôm nay em tiếp tục lên sóng một siêu phẩm máy lọc không khí các bác nhé. Một cái model mà phân khúc bán chạy nhất, VIP nhất của Panasonic luôn. Con này thì nó có mã là Panasonic VXG70. Đây là cái model lọc không khí, máy lọc không khí mà cao cấp nhất của Panasonic tại thời điểm nó ra mắt. Máy lọc không khí thì nó có rất là nhiều các cái model khác nhau. Đây, nhiều bác mua lọc không khí là không biết được máy nào thì máy nào đâu ạ. Nhưng còn riêng bên em thì bán những cái máy nào về cái phân khúc VIP hay không thì em nói luôn. Con này là mã phân khúc là cao cấp nhất của Panasonic tại thời điểm nó sản xuất coi nhé. Đấy, còn các cái dòng khác như là VXF65, VXE60, VXF45 thì nó là phân khúc dưới như này rồi. Đấy, các bác tưởng tượng là đây là một con xe máy SH nhé. Đấy, cao cấp nhất trong dòng xe máy tay ga của Việt Nam thì con này nó là như vậy. Đây, con này hình thức thì còn đẹp long lanh, vỏ nguyên bản 100%, đẹp long lanh thôi nhé, mỹ mãn luôn, không có gì chê cả. Đấy, long lanh cảnh đạo, quá đẹp. Panasonic VXG70, bác nào mà sở hữu con này thì khỏi phải nghĩ luôn. Đấy, riêng mấy dòng máy không khí của Nhật thì các bác để ý là tất cả đều có công nghệ nano y hết. Đây, cái công nghệ này mà bây giờ các bác để ý trên TV họ đang quảng cáo cái điều hòa Panasonic đấy. Đến năm 2021 rồi nó mới tích hợp vào cho máy của các cái nước khác. Trong khi đó là hàng Nhật nội địa họ đã tích hợp cách đây mười mấy 20 năm rồi. Đấy, cái nano y này nó có tác dụng là tiêu diệt mọi cái vi khuẩn nấm mốc độc hại các bác nhé. Đây, công nghệ này rất là hiện đại, độc quyền của thằng Panasonic. Đấy, hình thức con này thì quá mới rồi. Nói chung là các bác vào nhìn là các bác mê luôn, không phải nói câu thứ hai về chất lượng hình thức. Máy lọc không khí của Nhật này thì nó hay lắm ạ, nó không như là mấy cái máy các bác mua ở siêu thị đâu ạ. Đây, con này VXG70 100V công suất 66W. Con này các bác dùng để cho phòng khoảng 50m2 nhé. Đây, hình thức thì mỹ mãn rồi. Để em giới thiệu sơ qua các cái tính năng để các bác xem. Đây, tất cả máy thì các bác nhìn bên trong của rất là mới sạch sẽ này. Đây là khóa cho em này, đây là báo phần trăm đồ ẩm, hôm nay trời rất là nồm, hẹn giờ 2 giờ 4 giờ tắt này. Công nghệ Eco Navi điều khiển thông minh tự động này, khi các bác để ở cái công nghệ Eco này thì nó sẽ tự động hoàn toàn luôn. Khi phát hiện bụi mùi thì máy tự động tăng tốc, còn nếu mà phòng sạch rồi thì máy sẽ duy trì chế độ chỉ có hơn chục watt thôi, rất tiết kiệm điện. Cái mắt này là mắt cảm biến ánh sáng, buổi tối là đèn tự động sẽ tắt đi để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bác. Đấy, đây là cái phím chức năng là điều chỉnh. Đây, cái nút này thì điều chỉnh ở cái chế độ này thôi, cửa vẫy và cửa dâng, điều chỉnh cái cửa này. Nó sẽ điều chỉnh hai cái cửa này, cái này thì cũng ít khi dùng đến đó. Còn đây là điều chỉnh tốc độ lọc. Đấy, yếu này, trung bình này, mạnh này và tự động, ba tốc độ lọc khác nhau. Đây gọi là chế độ chỉnh tay. Đấy, còn đây ba chế độ lọc không khí. Cái đầu tiên này là lọc không khí và bù ẩm tự động, tự do các bác nhé. Ở cái chế độ này nếu mà không có nước ở trong bình nước này này là máy sẽ tự động báo đèn này hết nước và tắt đi, thì các bác bình thường cứ dùng thêm một chế độ này là chỉ lọc không khí thôi này, hoặc là chế độ lọc không khí và bù ẩm tự động. Ở chế độ này thì máy vẫn hoạt động bình thường, lọc không khí bình thường, nếu độ ẩm khô thì máy tự động bù, ví dụ từ 5% đổ lại máy tự động bù. Đấy, còn nếu mà đủ rồi thì máy sẽ không bù nữa và sẽ chạy ở chế độ lọc không khí bình thường. Đây, dùng chế độ này là chuẩn nhất các bác nhé. Này, các bác nào mà dùng thì các bác lưu ý như vậy. Đèn này báo hết nước, em không có nước trong bình. Ở hai cái mắt này đây là cảm biến bụi và mùi. Ở giữa này là một cái mắt thần dò chuyển động, phát hiện có người trong phòng, đi ra đi vào phòng. Đây, không có người trong phòng máy tự động giảm tốc độ lọc. Đây, về màng lọc thì con này em cũng trang bị cho các bác một màng mới tinh luôn nhé. Màng rất là xịn. Đây, mới tinh luôn. Màng than của Panasonic này khử mùi rất là tốt vì nó to, nó dày. Đấy, khử mùi tốt hơn các hãng khác, riêng chỉ có thằng Panasonic mới có cái màng than này thôi ạ. Các hãng khác thì cái màng than nó rất là bé, hoặc là cái con Hitachi CV1000 này thì nó cái màng than nó to. Đấy, còn Daikin Sharp thì màng than giấy gần như là cái tác dụng rất là ít. Bên đây là bình nước bù ẩm. Máy rất là mới. Đấy, cái máy này nó có cái tính năng rất là hay. Nếu mà các bác đổ máy hoặc là sóc máy thì tự động máy sẽ tắt, lắc lư này là nó tắt.
để tránh đổ máy chạy hoạt động. Đấy, bây giờ phải rút điện cắm lại nó mới chạy nhé. Đấy, rút điện cắm lại nó mới cho chạy. Đấy là cái tính năng chống đổ của máy lọc không khí Panasonic nhé. Đấy, quên em nhầm, đây là đang chuyển sang cái chế độ ấy. Còn đây ví dụ chống đổ này các bạn này. Đấy, nghiêng này là máy không, đấy, thấy chưa? Nghiêng này là máy dừng ngay. Này, đấy. Máy dừng luôn, bác phải rút điện cắm lại chạy nhé. Đấy, một tính năng mà ít bác biết đến. Đấy, trong là màng bù ẩm còn rất là đẹp các bạn nhé. Màng zin rất là đẹp luôn. Khay rất là sạch sẽ này, gần như rất ít dùng. Nói chung là một con máy cực chất. Đấy. Bây giờ giá bán thì em vẫn bán 4 triệu bình thường. Bác nhé, giá bán 4 triệu tặng kèm đổi nguồn. Đổi nguồn 100W, bác nào không lấy thì trừ đi 100. Đổi nguồn có giá trị 100.000. Giá trước khi vận chuyển các bác nhé. Chào các bác.